chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp giữa cuộc đời dông bão. Ai người đưa lối một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền, những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói, tựa gió mây trôi cuối chân trời. Chuyện tình yêu cho nhau yêu thương và những môi hôn ngọt ngào, tựa trăng sao trên trời cao sẽ mãi muôn đời có nhau. Rồi thời gian trôi mau bỗng xót xa không còn anh, bầu trời đêm không trăng, lặng lẽ ngôi sao nghẹn ngào giữa cơn lốc xoáy tình đời. Chợt rơi xuống lặng nghe tiếng khóc trong đêm, chỉ còn lại mình em lẻ loi. Nụ hôn ngày xưa đã phai một mai thức giấc, chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đêm giữa cuộc đời dông bão. Ai người đưa ai vậy? Người hâm mộ kỳ quái nào à? Hay Lê Thanh cho người theo dõi mình? Chị nhìn gần cậu ấy một lần rồi, có vẻ là người đàng hoàng, đẹp trai, tuấn tú khôi ngô, cử chỉ thì rất là lịch lãm, thể hiện là một người rất là đàng hoàng, có vẻ là một người có học. Nhưng mà cậu ấy cũng thật là kỳ à. Chị nhắc làm em cũng thoáng nhớ tới một người. Em chỉ nhìn thấy xa xa trong mấy buổi diễn của em, cả một lần trước khách sạn hôm họp báo á. Em thấy quen quen nhưng không kịp nhìn kỹ. Em có cảm giác lạ lạ với người đó, không biết có phải là người chị muốn nói không. Ảnh gợi nhớ cho em về một chàng trai rụt rè, nhút nhát, lúc nào cũng có cặp kiến trên mắt. Nhưng ảnh ốm không được cao lớn như người này. Lần đầu tiên ha, em nói với chị là đã từng có người bạn khác giới. Vậy cậu ấy đâu rồi? Anh bốc hơi sau khi gửi cho em một bức thư tạ lỗi vì phải ra đi mà không gửi được chào tạm biệt em được. Cũng đã 5 năm trời rồi. Anh ra đi đúng vào lần đầu tiên em bước ra sân khấu lớn để biểu diễn Dương Cầm. Và cũng kể từ lần đó, cuộc đời em bẻ bánh, rẽ hẳn lối đi khác. Một lối đi đơn độc. Mà chị có hỏi tên ảnh là gì không? Ai? Chàng trai mà hồi nãy chị nói đó hả? Chị quên rồi. Thôi để lần tới chị gặp rồi chị sẽ hỏi. Thiệt là tội nghiệp cho em quá à. Em không biết cảm giác được gối đầu vào lòng mẹ, được mẹ vuốt ve an ủi là như thế nào. Nếu chị lớn tuổi nhiều hơn nữa thì hay biết bao. Lúc đó em sẽ thử gọi chị một lần là mẹ. Bà có khỏe không? Con thèm được ở bên bà dù chỉ một phút. Sao bà nghiệt ngã với con vậy? Bà không thể nào tha lỗi cho con được sao ba?
Cô à, trời ngoài đây khuya lạnh lắm, cô ngồi đây lâu không tốt cho sức khỏe đâu cô. Cô vào trong nghỉ đi. Không sao đâu, cô cứ nghỉ trước đi, tôi ngồi đây thêm một chút nữa. Alo, Mỹ Khanh hả em? Tôi đây. Có chuyện gì vậy? Em à, anh đang đứng ở bên ngoài, mở cửa cho anh đi. Em đừng có đối xử với anh như vậy có được không? Ông đã quên vợ ông rồi sao? Còn tôi, tôi không bao giờ quên. Ông về đi. Anh xin em, rồi anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mà. Em cũng thừa biết anh còn gì với bà nữa đâu. Em mở cửa cho anh đi, anh đứng ở ngoài này kỳ quá à. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giữa tôi và ông chấm dứt chuyện tình cảm. Giữa chúng ta đã chấm hết, giờ chỉ còn là việc hợp tác mà thôi. Mỹ Khanh à, anh xin em, anh nhớ em nhiều lắm, cho anh vào đi em. Đừng mất công nữa, ông đã có quá nhiều trong cuộc chơi này rồi. Ông đã chiếm được đời con gái quý giá của tôi. Ông đã có tôi trong gần 5 năm. Ông chỉ có được, chứ đâu có mất. Đừng tham lam như vậy. Tôi ngu xuẩn từng ấy năm là đã quá đủ rồi. Ông về đi. Tặng chị nè. Ờ... Không phải của em, của ai, gửi cho chú bảo vệ. Nhà em đem vô giùm. Ờ, cảm ơn em. Dạ, chào chị. Anh xem cái quần này có đẹp không? Ừ, ở đây có nhiều mẫu đẹp lắm chị. Em cũng thấy vậy đó. Dạ, em gói lại cho khách đi. Em có mua thêm gì không? Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Em thấy được rồi anh. Dạ. Dạ. Chị An. Ừ? Người đàn bà chị vừa mới cúi chào là ai vậy? Bà chủ Ánh Dương đó. Trời ơi. Wow, hiếm thấy người đàn bà nào tầm tuổi này mà đẹp đến vậy á. Hiếm có lắm á. Bà ấy có sức hút thật đặc biệt. Ừ. Bà ấy là một người phụ nữ thật duyên dáng.
chị An. Kìa kìa, khắc tinh của chị phải không? Trong đó người ta nói á, người ta đồn đại á là một quả bom sét á. Người á thì nói đẹp quá, người á thì nói kinh. Em gói cho tôi cái này. Dạ dạ, gói lại cho khách đi em. Dạ cảm ơn chị. Tưởng cao siêu gì, có mấy bộ đồ nhà quê mà cũng mày đặt triển lãm thi thố, đúng là không biết mình là ai. Cũng có người biết xài tiền của người khác để đắp vào những chỗ xấu xa bẩn thỉu của mình. Bỉ ổi. Chị An. Chị nè. Trời ơi, chị An ơi, mới nãy á em tưởng giống như là có dông bão sắp xảy ra vậy đó. Chị biết không, lần đầu tiên á em thấy chị nổi giận đến như vậy luôn á. Lần đầu tiên em thấy chị nói năng kiểu sóc ốc như vậy. Đã thiệt á. Chị An nè, mà sao em thấy bà có vẻ tức chị dữ lắm á. Mà chị làm gì bà với chị gây mâu thuẫn dữ vậy? Chuyện dài lắm. Hôm nay em có vui không? Không biết là em nên vui hay buồn nữa. Em nói vậy là sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh phải làm vậy? Anh gửi hoa cho em không nhân một dịp gì, không một dòng tin, không một lời nhắn. Nó không giống như anh mỗi ngày. Người chu đáo thì không bao giờ có thiếu sót. Ý của anh là gì vậy? Có phải anh muốn đo trực giác của em? Những hành vi và cảm xúc kỳ lạ của anh gần đây cho em thấy anh đang tìm kiếm một điều gì đó quanh em. Em chưa bao giờ có ý nghĩ kiểm soát cuộc sống của anh, các mối quan hệ của anh. Chính vì vậy em rất khó chịu khi bị rơi vào tình trạng như vậy. Quỳnh, lúc mua quà gửi tặng em, anh chỉ có một suy nghĩ đơn giản, đó là mình sẽ vui sướng biết bao. Nếu như em vẫn nhận ra đó là bó hoa anh tặng, có lẽ em đã suy diễn quá nhiều. Nhưng dù sao anh cũng phải xin lỗi em về điều đó. Bình, tha lỗi cho anh nha. Em không giận anh đâu. Khuya rồi, anh lái xe cẩn thận nhé. Cô ấy nhận ra quan của anh ta, hay là cô ấy đã gọi điện cho thằng khốn không? Cô ấy thật là thông minh. Cô ấy đã hiểu được hết con người, hiểu hết suy nghĩ của cô. Cô ấy đã đọc ra điều mình muốn. Đúng, mình muốn kiểm soát rồi. Không ai có thể bắt mình từ bỏ được điều. Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy thì mình mới giữ chặt cô ấy trong vòng tay của mình. Em vẫn còn yêu anh, yêu như anh đang yêu em. Vậy tại sao em lại lựa chọn người mà em không yêu? Quỳnh, anh đã về bên em, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Chúng ta hãy trở về với nhau. Chúng ta hãy trở về với nhau. Quỳnh. Thank you.
chắc tôi điên mất trời ơi. Thôi, uống vậy là đủ rồi. Chị định uống tận xỉn luôn hay sao vậy? Chị không muốn nói gì với em thì kêu em ra đây làm gì? Chị cứ ngồi xem chị uống rượu thì có sao. Chị buồn lắm, chị chỉ muốn vùi đầu vô cơn say thôi à. Chị Quỳnh à, chị đừng có làm như vậy, em sợ lắm á. Nhìn chị như vậy em không chịu nổi đâu. Thôi chị cứ nói ra đi. Thứ năm tuần tới là đám hỏi của chị, và thứ năm tuần sau là đám cưới của chị. Chị và anh Hưng đã quyết định lại như vậy khi tụi chị đang ở bên Sinh. Nhanh vậy sao? Đúng vậy, bản thân chị cũng muốn mọi chuyện được kết thúc nhanh chóng. Tuấn và chị đã gặp nhau, khi gặp anh ấy tim chị như muốn vỡ ra. Chị không ngờ chị vẫn còn yêu anh ấy nhiều như vậy. Tuấn nói vẫn còn yêu chị, nhưng thời nào á, anh còn nói là chị hãy trở về bên ảnh, rồi anh ấy sẽ không bao giờ rời xa chị nữa. Rồi chị nói sao? Chị đã từ chối anh ấy. Chị biết anh ấy đau đớn vô cùng, và chị cũng vậy nữa. Lúc đó nếu như chị không đủ sức để bỏ chạy, có lẽ chị đã lao vào vòng tay ảnh, chấp nhận mọi chuyện để được ở bên ảnh. Chị đã bỏ chạy tiêu à. Chị đã quyết định đối với Tuấn sẽ chỉ là một mối tình đẹp, cuộc sống của chị sẽ là ở bên Hưng. Anh ấy mới thực sự hiện hữu, em hiểu không? Giờ chị đang sống trong một tâm trạng vô cùng bất an. Chị vừa mong lễ cưới đến thật nhanh, nhưng lại vô cùng lo sợ khi nghĩ đến điều đó. Hân đối với chị rất tốt, chị chưa hiểu được con người ảnh. Chị sợ trong cuộc sống chung sau này chị sẽ không yêu được ảnh như mong muốn. Thì liệu đó có phải là một bi kịch không? Tội nghiệp chị của tôi. Chị biết anh ấy đau đớn vô cùng, và chị cũng vậy nữa. Lúc đó nếu như chị không đủ sức để bỏ chạy, có lẽ chị đã lao vào vòng tay ảnh, chấp nhận mọi chuyện để được ở bên ảnh. Chị đã bỏ chạy tiêu à. Chị đã quyết định đối với Tuấn sẽ chỉ là một mối tình đẹp, cuộc sống của chị sẽ là ở bên Hưng. Anh ấy mới thực sự hiện hữu, em hiểu không? Giờ chị đang sống trong một tâm trạng vô cùng bất an. Chị vừa mong lễ cưới đến thật nhanh, nhưng lại vô cùng lo sợ khi nghĩ đến điều đó. Hưng đối với chị rất tốt, chị chưa hiểu được con người ảnh. Chị sợ trong cuộc sống chung sau này chị sẽ không yêu được ảnh như mong muốn. Thì liệu đó có phải là một bi kịch không? Em định phản bội tôi à? Em đang lo sợ không có tình yêu dành cho tôi à? Bằng mọi cách tôi phải có được em, và tôi sẽ cho em hiểu thế nào là bi kịch, và cũng cho em thấy để lấy lại được tình yêu của tôi em sẽ phải khó khăn như thế nào.
Mới về hả con? Ăn uống gì chưa? Dạ con ăn rồi. Hai đứa nó đâu rồi mẹ? Ngủ hết rồi. Mẹ tưởng con lại trực đêm nữa. Độ này sinh hoạt thất thường, con ốm đi nhiều đó. Mẹ, ngồi xuống đây với con đi. Bộ có chuyện gì muốn nói với mẹ sao? Mẹ, ngày xưa ba mẹ có yêu nhau không? Nhưng sao tự nhiên lại hỏi mẹ điều đó? Con đang yêu rồi phải không? Dạ không. Chưa. Con tự nhiên muốn biết mà thôi. Thời của mẹ, chuyện tình cảm không như các con bây giờ. Nhưng ba mẹ thương nhau lắm. Ba con là người đàn ông sống tốt tâm, tốt tánh. Ở bên ông ấy, mẹ thấy rất bình an. Thằng Bùm mới tròn 1 tuổi thì ba con mất. Lúc đó mẹ mới 35 tuổi à. Cũng vài người đánh tiếng gần xa. Nhưng mẹ không đành lòng để ổng đơn độc. Chắc ba con hiểu tình mẹ nên ổng phù hộ cho các con hiếu thuận, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Giờ thì mẹ chẳng cần gì hơn con à. Hồi trưa dì Như có gọi điện báo. Dạ. Mời thứ năm này sang dì đóng hỏi con Quỳnh. Dạ. Mừng cho dì Dượng thiệt đó. Còn con thì sao? Chừng nào cho mẹ hưởng phước như dì Như? Mẹ, từ từ cho con mấy năm nữa nha mẹ. Wow. Đây. Đây. Để đây nè. Thơm quá. Nè, bộ em điều tra gia thế đằng kia dữ lắm hay sao vậy? Anh nhớ hồi đi học á, nó nhạt nhòa lắm, không có gì nổi bật hết á. Anh cứ nghĩ cái tướng nó là khó lấy được vợ lắm á. Bây giờ anh mới hiểu tại sao em đồng ý lấy nó lẹ như vậy đó nha. Nè, bộ anh tưởng là nhỏ mi ham tiền, ham nhà của ông Kiên chắc. Sao anh không nghĩ ngược lại là ông Kiên phải tu 9 kiếp mới được nhỏ mi nha. Cứ để cho ảnh á, nói đã cái miệng đi. Chắc là ở bên bà á, bị cấm khẩu dài dài nên mới vậy á. Giật thở. Anh Thắng sao chưa tới nữa? Rồi nhỏ Trâm Anh, nhân vật chính Tuấn Đại Ca và người đẹp Trúc Quỳnh nữa. Liệu họ có tới đủ không đây? Tôi á, chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày đó. Em nói hay lắm. Bia. Mày hay lắm. Đây. Nè em. Đây. Xong hết chưa em? Dạ rồi. Con chịu cực khổ một chút nha. Hôm nay ba mẹ họp lớp đó. Anh mở mắt ra nhìn đi. Người ta nhạt nhòa thiếu ấn tượng thế kia. Nhìn thấy mà thèm à. Ê, chào mọi người. Tao khỏe không? Vợ con mày đâu rồi? Đi về ngoại chơi rồi, hôm nay bển có đám cưới. Trâm Anh, em càng ngày càng đẹp ra đó nha. Nếu ngày xưa anh không bị người này cưa đổ, chắc anh theo tới cùng luôn. Nè nè nè, không biết ai cua ai à nha. Chứ không phải lúc trước á, có người chơm cái khăn của tôi rồi vất vả tìm cách trả lại. Tôi biết chuyện đó từ lâu rồi, chẳng qua không có nói ra thôi. Thiệt không? Đó, mọi người thấy không? Cái này á, nếu mà tôi ăn cắp á thì đã cho tôi ăn trận rồi. Cái này là tội đồng lõa nè. Hay quá à, người này luôn á. Thôi, ăn đi. Ăn đi mọi người, à vô. Bà cố đi nha, đầy đủ mọi thành phần hết á. Chỉ thiếu có mỗi mình nhỏ Sương ở nước ngoài chưa có về thôi. Trước khi lấy chồng á, tự do thoải mái một chút đi. Nè nè, thằng Tuấn nó cũng có đến.
Nó muốn chào mọi người trước khi ra bắt. Nhớ nha. Alo, Quỳnh nghe. Chú đây, vẫn ở văn phòng à? Dạ, con chào chú. Kết quả hội thảo ra sao rồi chú? Bản tham luận của chúng ta có được chú ý không chú? Tốt, rất được chú ý. Họ đánh giá cao sự trung thực trong số liệu cũng như dự báo của chúng ta. Chú gọi điện về báo cho cháu mừng. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận. Ủy ban quốc tế sẽ có kế hoạch riêng hỗ trợ cho Việt Nam trong chương trình Vì một cuộc sống trong lành. Ngày mốt đoàn sẽ về. Chú có kịp dự lễ cưới của cháu không? Dạ kịp thưa chú. Thứ năm tới mới là đám hỏi của con chú à? Vậy hả? Vậy thì tốt rồi, cho chú gửi lời thăm hương nha. Dạ con chào chú. Chào con. Alo. Alo. Tôi nghe. Anh hả? Anh ăn chưa? Qua đón em đi ăn chung nghe. Ok, anh sẽ tới. Anh, ủa anh quên là hôm nay anh phải ăn cơm với bên ban quản lý quỹ đất quận 6 hả? Báo hủy. Quỹ là sao? Hủy là hủy. Tôi bệnh đột xuất. Ăn đi nha. Hôm nay đủ như vậy thấy vui á. Trời ơi, có thương nha chưa kìa. Miếng chả giò này là cho con mình đó nghe. Rồi vô. Vô, vô nha. Em ăn có ngon miệng không? Anh nhìn sắc mặt của em không được tốt. Có vẻ em hơi bị xanh đó. Em không sao. Em sẽ cố gắng ngủ sớm hơn. Anh hơi bất ngờ khi mà em gọi điện cho anh. Anh cứ tưởng là em đang ở buổi họp lớp. Em đang mệt nên muốn tránh sự ồn ào. Em phiền anh hả? Không, anh rất vui. Anh đang sốt ruột muốn chết đây nè. Còn em, có phải em đang nghĩ là còn em thì đang sợ muốn chết đây nè phải không? Anh đã đoán đúng rồi. Tính ra thật là nhanh em ha. Mới đây đã hơn 5 năm rồi. Bao giờ anh đi? Ngày mốt. Ngày mốt là ngày đám hỏi đó. Cuối cùng ngày đó cũng tới. Anh còn yêu chị ấy nhiều lắm đúng không? Anh cũng không dám chắc chắn do một điều gì nữa.
cảm giác trong anh bây giờ rất mâu thuẫn. Có những lúc anh như điên lên, muốn lao vào giành giật cho bằng được. Nhưng có những lúc, như lúc này đây, anh đã có thể bình thản để đón nhận tin đó. Em bỏ vô trước đi. Dạ, cảm ơn chị. Hy vọng là mình được trúng thưởng em ha. Ừ, cũng hy vọng vậy anh à. Mình vô đây nha em. Dạ. Ủa, anh định mua gì? Anh định mua quần. Để coi. Ừ, sao vải này cứng quá em ha. Đúng rồi. Chị ơi, mẫu này hợp với chị lắm nè. Lựa được gì không chị? Chưa lựa được gì. Và bên kia đi em. Dạ. Dạ mời anh chị. Đây anh thấy được hơn à. Vải mềm mà màu cũng được nữa. Chất liệu này sang nè. Ừ. Được của em ha. À, lấy đi. Ừ, chắc anh lấy cái này. Ở đây mua hàng còn được bốc thăm trúng thưởng nữa nè. Để em ghi cho. Ừ, em ghi đi. Quá anh hả? Em thấy cái màu này hợp với anh nè. Ừ, anh thấy nó cũng sang đó. Ừ. Dạ anh chị mua gì vậy? Chào chị. Ừ, màu này tối quá, không hợp lắm anh hả? Anh thấy nó không có đẹp. Ừ, cái này kia đi. Em lấy mẫu này cho chị. Sang lời nha em. Ừ, đi chị lựa thêm. Lấy cái này cho chị nha em. Này anh ha. Dạ. Ừ, gỡ lại cho chị đi em. Chúng thường anh ha. Dạ mời chị xem. Ủa, cái này đẹp nè anh. Ừ, anh thấy cũng được á. Cửa hàng này có bộ tốt. Alo, cưng hả? Em nè. Ừ, cảm ơn nhiều nha. Em linh ghê á. Anh cũng định gọi cho em nè. Kết quả bình chọn sản phẩm khi nào có? Hết ngày mai. Anh lấy cái. Anh nói đi. Có phải của bên họ cao hơn không? Phải đợi hết ngày mai đã chứ. Anh chưa biết chính xác mà. Em lấy thêm đồ cho em đấy nè. Nè, anh đã hứa với em cái gì rồi đó nha. Màu đỏ em biết rồi mà. Em không cần biết ai cao ai thấp, nhưng kết cuộc phải là em. Cảm ơn em. Anh là giám đốc công ty, bộ anh không có quyền quyết định cái gì sao? Anh mới là người chủ chốt, chứ bà cho dù là chủ tịch thì cũng chỉ là cử người xem qua thôi. Anh nói cái gì mà bà chẳng nghe. Anh Đăng à, tương lai của em nằm ở canh bạc này đó nha. Rồi còn kế hoạch chúng ta đã bàn nữa đó. Nếu như anh không lo cho em cái vụ này thì coi như chúng ta đứng ngoài cuộc chơi vĩnh viễn. Thôi mà em, từ từ chứ. Cơ hội tốt đó, anh phải bằng mọi cách tận dụng được. Hợp với em đó. Anh yêu nha. Ờ, anh biết rồi. Thôi để từ từ anh tính nha. Nha cưng. Cưng à, đêm nay mình gặp nhau nha. Em sẽ giúp cưng có tinh thần sảng khoái, trí óc minh mẫn đó. Cái đó đẹp đó cô. Cái đó hơi dài. Đang ở đâu vậy? Sếp đang nhằn tìm ông suốt từ sáng tới giờ đó. Ông đang sợ không có kịp giao dịch kìa. Kệ ổng, miễn là trước 4 giờ chiều nay tôi chờ ổng là được rồi. Xem kìa, cuối cùng cái thằng đạo đức nhất phòng cũng thái quá biến chất rồi hả? Quang hô mày gia nhập tập đoàn, ghét sếp mà vẫn phải phục vụ sếp. Dớ dẫn, tôi không có ghét sếp, mà chỉ là không phục sếp thôi. Thôi, nếu sếp có hỏi á, ông cứ nói là không liên lạc được với tôi, đảm bảo chiều nay tôi xong. Còn bây giờ đừng có bút nữa nha, để tôi làm cho xong.
Ok, tôi cũng đi theo ông đây, tàu lượn luôn. Hẹn buổi chiều cùng về văn phòng nha. Anh Long. Ủa, Tuấn. Mấy năm nay mày ở đâu vậy? Trời ơi, sao mày biết anh ở đây? 5 năm không gặp anh á, nhưng những dòng tin về anh là em biết hết đó nghe. Có điều á là em không ngờ anh còn 3 chìm 7 nổi hơn em nữa. Anh à, mày ở đây có lâu không? Đêm nay em dành cho anh luôn đó. Ngày mai á em vào Sài Gòn rồi bay ra Hà Nội. Còn cái này là sườn răm mặn của chị An gửi cho anh đó. Tối nay á mình có mời để nhậu rồi. Em ơi, có điểm mới của Đàm Vĩnh Hưng không em? Trên kệ này nè chị. Em ơi. Dạ. Có đĩa đêm trăng của Mỹ Khanh không em? Dạ bên đây nè anh. Tiền dùm anh cái này. Con. Mẹ, ba. Con về hồi nào? Dạ con cũng mới về. Hưng à, mới đây ba cũng vừa mới báo cho mẹ biết là có thêm khách mời tới dự tiệc đám hỏi chiều mai. Như vậy con tính làm sao cho được đó nghe. Ba mẹ cứ yên tâm, con đã lo chu đáo hết rồi. Nếu mà khách có phát sinh á cũng không thành vấn đề. À, nhưng mà sao hôm nay con không đưa con bé về đây chơi? Dạ, để cho cô nghỉ, ngày mai còn tiếp khách mà. Ừ, con nói vậy cũng phải. Dạ. Ba, con có một chút công việc muốn thưa với ba. Ừ. Ừ thôi, hai cha con ngồi chơi nói chuyện với nhau nha. Mẹ lên phòng nghỉ trước. Dạ. Ừ. Cảm ơn chị. Ba uống nước. Ừ. Chuyện gì? Con nói đi. Con muốn quay lại ngành bất động sản. Nhưng lần này con sẽ không kinh doanh ra mặt. Chuyện tình yêu hôm qua mang biết bao nhiêu mộng mơ dành cho nhau, yêu thương và những môi hôn ngọt ngào tựa trăng sao trên trời cao, sẽ mãi muôn đời có nhau rồi thời gian trôi mau. Bỗng xót xa không còn anh, bầu trời đêm không trăng, lặng lẽ ngôi sao nghẹn ngào
giữa cơn lốc xoáy tình đời, tình thoáng mong manh mơ hồ, nước mắt nào chợt rơi xuống, lặng nghe tiếng khóc trong đêm, chỉ còn lại mình em lẻ loi, nụ hôn ngày xưa đã phai, một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp, giữa cuộc đời giông bão ai người đưa lối, một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền, những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói. Một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp, giữa cuộc đời giông bão ai người đưa lối, một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền, những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói. Tựa gió mây trôi cuối chân trời.